Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm A. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Noê thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Không biết, không ngờ. Trong cuộc sống có thật nhiều điều bất ngờ: một cơn mưa, một tai nạn, một cuộc viếng thăm. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ về nhiều điều bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là lục đại hồng thủy thời ông Noê. Đây là một biến cố trong quá khứ, ai cũng biết, cũng nhớ, cũng hiểu. Tuy nhiên, điều mới mà Đức Giêsu chủ tâm mặc khải đó là ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Kế đến, Đức Giêsu còn cho thấy ngày ấy sẽ bất ngờ xảy ra ở mọi nơi, ngoài đồng cũng như tại gia cư, sẽ đến trong mọi cảnh huống, khi đang làm đồng hay khi kéo cối xay. Và ngày ấy sẽ xảy đến cho mọi người, nam cũng như nữ. Dầu vậy, điều mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh là việc Con Người có cùng một vai trò, làm cùng một việc, ở cùng một nơi, không bảo đảm cho họ có cùng một cái kết. Thậm chí, chung cuộc của họ thật trái ngược: một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Không dừng lại với một ví dụ trong quá khứ, một giải thích cho hiện tại, lời giảng dạy của Đức Giêsu lên cao trào khi Ngài nhắm thẳng vào các môn đệ và nói: Anh em hãy canh thức, anh em hãy sẵn sàng. Canh thức vì ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. Sẵn sàng vì nơi Con Người không chỉ có cái không biết, mà đôi khi còn cái biết không đúng, nên ngày và giờ đó có thể đến khi không ngờ. Để mặc khải về ngày quang lâm, Đức Giêsu thường dùng tước hiệu Con Người. Nhưng điểm son trong bài tin mừng là khi nói với các môn đệ về thái độ canh thức sẵn sàng, Ngài dùng cách nói thân thương: Chúa của anh em. Đây cũng là điều Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Roma: đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia. Với tiên tri Isaiah, đấng sắp đến là vị thẩm phán của hòa bình, người sẽ làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Nhờ người, dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Lạy Chúa Giêsu, khi chủ nhà bất ngờ trở về, có mối họa dành cho người đầy tớ xấu xa đã nhẫn tâm đánh đập các đồng bạn
và chè chén với những bọn say sư, nhưng cũng có phần phúc dành cho người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, đã biết cấp phát lương thực đúng giờ đúng lúc. Khi chú rể đến chậm, có niềm vui được vào dự tiệc cưới của các cô trinh nữ sẵn sàng với đèn sáng trong tay, nhưng cũng có sự tiếc nuối khôn nguôi của các cô khờ dại với đèn không còn dầu. Trong những lần chú đến với chúng con, dù vào ngày chúng con không biết, vào giờ chúng con không ngờ, xin cho chúng con vẫn có thể an bình, thư thái, thân thương. Con nâng tâm hồn lên cùng chú, lạy Thiên Chúa của con tin tưởng nơi Ngài.